Chào mừng các em học sinh trường Trung học cơ sở Nguyễn Du, thành phố Thái Nguyên đến với tiết học môn công nghệ 6 ngày hôm nay. Bài số 21 là cô hướng dẫn các em là về nhà chúng ta tự đọc ở nhà, là bài tổ chức bữa ăn hợp lý trong gia đình. Đây là một trong những bài giảm tải trong chương trình khi mà dịch bệnh đang diễn ra. Còn ngày hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em, đó là chúng ta sẽ tích hợp bài số 22 và bài số 23 là quy trình tổ chức bữa ăn và xây dựng thực đơn. Bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu một số những nội dung, đó là muốn tổ chức bữa ăn chu đáo cần phải thực hiện theo những quy trình nào. Đầu tiên là chúng ta phải xây dựng thực đơn. Bước tiếp theo, lựa chọn thực phẩm cho thực đơn. Bước thứ ba là chế biến món ăn. Và cuối cùng là trình bày bàn ăn và thu dọn sau khi ăn. Tuy nhiên, trong bài học ngày hôm nay, thì bài số phần 3 nhỏ là chế biến món ăn. Cái nội dung 3 ấy là chúng ta sẽ tự đọc ở nhà. Và nội dung 4 là trình bày bàn ăn và thu dọn sau khi ăn là các em cũng đọc tài liệu sách giáo khoa tại nhà. Còn trong tiết học này, cô sẽ hướng dẫn các em phần xây dựng thực đơn và lựa chọn thực phẩm cho thực đơn. Nội dung đầu tiên, xây dựng thực đơn. Vậy thực đơn là gì? Các em sẽ quan sát cái hình ảnh sau và ghi lại các món ăn trong bữa ăn thường ngày. Đây là một hình ảnh rất quen thuộc, đó là một cái mâm cơm trong bữa ăn hàng ngày. Vậy các em sẽ ghi lại các món ăn trong bữa ăn này. Các món ăn trong bữa ăn này gồm có thịt lợn luộc này, tôm rang, rau cải luộc hay là canh và thịt nướng. Vậy, ví dụ như cô có một ví dụ khác, thực đơn gồm có những món như khai vị tôm chả, gà hấp hành, súp hải sản, bên non hấp sả ớt, mực sa tế, heo quay nóng hay xôi đậu xanh hay là nhỏ thái. Vậy thì qua quan sát các mẫu thực đơn, em hãy cho biết thực đơn là gì. Thực đơn là bảng ghi lại tất cả những món ăn dự định sẽ phục vụ trong bữa tiệc, bữa cỗ hay bữa liên hoan hay là bữa ăn thường ngày. Đấy là khái niệm về thực đơn. Các em quan sát tiếp hai cái thực đơn của miền Nam và miền Bắc. Đối với thực đơn miền Nam, ví dụ như có một số món như súp cua, cá hấp, bò kho, gà quay, lẩu tôm cua hay là thanh long. Còn thực đơn miền Bắc, ví dụ như xôi chiên, súp cua, sốt vang, chả cá, gà quay hay vải thiều. Vậy thì qua cái quan sát hai thực đơn này, thì em có nhận xét gì về cái trình tự sắp xếp cũng như là tên các món ăn trong thực đơn thì phản ánh điều gì? Qua quan sát thì chúng ta có thể nhận xét thấy nếu dựa vào thực đơn thì phản ánh phần nào phong tục tập quán về ăn uống của từng vùng, miền, thể hiện sự dồi dào, phong phú về thực phẩm, cũng như là đặc trưng các loại thực phẩm của từng vùng miền. Ví dụ như miền Bắc chúng ta rất là nhiều vải thiều, tuy nhiên trong miền Nam thì có thể là ít sử dụng đến cái loại quả này để tráng miệng chẳng hạn. Đấy chính là đặc trưng của từng vùng miền. Vậy thì theo em thực đơn có tác dụng gì trong công việc tổ chức bữa ăn? Nếu chúng ta định xây dựng một bữa ăn mà chúng ta không lên thực đơn trước, vậy thì khi chúng ta đi ra chợ, chúng ta sẽ phải suy nghĩ xem là mình ăn cái gì. Và sau đó có thể là chúng ta đi đến một đoạn này, chúng ta mua một cái đồ này, nhưng chúng ta lại quên mất là mình cần mua các thực phẩm khác nữa. Vậy thì thực đơn khi mà chúng ta lên trước từ nhà, thì nó sẽ thuận tiện cho cái việc là chúng ta tổ chức một cái bữa ăn làm sao cho nó trôi chảy và khoa học. Đặc biệt là giúp cái việc chúng ta đi chợ mua thực phẩm sẽ được đầy đủ các thực phẩm và không bị thiếu một cái gia vị hay là một cái loại hoa quả hay là trái cây hay là rau củ quả hay là một cái loại thịt nào đó. Vậy thì trước khi chúng ta tổ chức một bữa ăn thì chúng ta cần xây dựng một thực đơn. Vậy nguyên tắc xây dựng thực đơn là gì?
Đầu tiên, thực đơn phải có số lượng và chất lượng món ăn phù hợp với tính chất của bữa ăn. Các em quan sát tiếp hình ảnh sau. Bữa ăn thường ngày trong gia đình thì thường có mấy món? Chúng ta có thể quan sát hình này và liên hệ với thực tế trong gia đình của các em. Thì bữa ăn thường ngày thì có mấy món? Bữa ăn thường ngày của chúng ta thường có từ 3 đến 4 món. Vậy thực phẩm sử dụng để chế biến trong bữa ăn thường ngày thì như thế nào? Chúng ta thường sử dụng các cái thực phẩm thông dụng. Bữa ăn thường ngày được chế biến như thế nào? Tức là cái hình thức chế biến khá là đơn giản thôi. Vậy là đấy là đặc điểm của bữa ăn thường ngày. Quan sát tiếp theo về một bữa cỗ liên hoan, ví dụ đám cưới này, hay là các cái bữa tiệc sinh nhật hay đầy tháng vân vân. Vậy thì chúng ta cũng sẽ nhận xét là những bữa cỗ liên hoan chiêu đãi thường có mấy món? Thường là có từ 5 món trở lên. Vậy thực phẩm sử dụng để chế biến trong bữa cỗ liên hoan hay chiêu đãi như thế nào? Những thực phẩm này thường là cao cấp. Trong bữa tiệc thì các món ăn được chế biến và trình bày như thế nào? Qua quan sát tranh chúng ta có thể nhận xét được là chế biến công phu này và trình bày đẹp mắt. Họ có thể trang trí bằng một số các loại rau củ quả. Đối với các loại món ăn thì chúng ta sẽ chia thành các nhóm sau. Chúng ta sẽ chia thành các cái nhóm đó là các món canh hoặc là súp. Các món rau củ quả, ví dụ như rau tươi hoặc trộn hay là muối chua. Rồi là các món nguội, các món xào rán, các món mặn và các món tráng miệng. Đấy là cơ cấu của các cái món ăn. Các em sẽ quan sát một số những cái hình ảnh về các món canh, món rau củ, các món nguội, các món xào rán và các món mặn. Và thường là cuối các bữa ăn thì chúng ta sẽ có các món tráng miệng. Vậy là chúng ta xây dựng thực đơn thì cần phải có số lượng và chất lượng món ăn phù hợp với tính chất của bữa ăn. Ví dụ bữa ăn thường ngày chúng ta cần ít món hơn, nhưng bữa liên hoan chiêu đãi thì chúng ta cần nhiều món hơn. Và nó có sự khác nhau về cách trình bày cũng như là các loại thực phẩm và cách chế biến. Cô sẽ có một cái bảng so sánh chi tiết hơn cho các em để dễ dàng phân biệt được bữa ăn thường ngày khác bữa liên hoan chiêu đãi ở những điểm nào. Chúng ta sẽ có những ít điểm để phân biệt như là số món ăn này, chất lượng thực phẩm và cách chế biến và trình bày. Đấy là nguyên tắc thứ nhất. Vậy nguyên tắc thứ hai là gì? Nguyên tắc thứ hai là thực đơn phải có đủ các loại món ăn chính theo cơ cấu của bữa ăn. Vậy các loại món ăn chính là như thế nào? Chúng ta sẽ quan sát tiếp. Trong bữa ăn thường ngày thì có những món ăn chính nào? Chúng ta có thể quan sát. Trong bữa ăn thường ngày thì gồm các cái món chính như là canh, món mặn hay món xào hoặc luộc và dùng với nước chấm. Ví dụ như trong mâm cơm có một món mặn, ví dụ như là món cá kho này. Có một món xào hoặc luộc, ví dụ như rau luộc hoặc là rau xào. Và các loại món tiếp theo là các cái món canh và cuối cùng là gia vị để chấm. Ví dụ một cái thực đơn sau, ví dụ canh chua cá rô, cá kèo kho, ngó sen xào hay xoài thái. Vậy thì chúng ta sẽ xem là món canh nó thuộc vào cái số mấy.
món mặn tương tự và các món xào hay. Đầu tiên, món số 1 là canh, món thứ 2 thuộc nhóm mặn và món thứ 3 là thuộc các nhóm xoài, xào và cuối cùng là hoa quả tráng miệng. Tiếp theo chúng ta quan sát lại về hình ảnh của bữa liên hoan hay bữa cỗ. Vậy thì bữa liên hoan hay chiêu đãi thì có những loại món ăn nào? Chúng ta thấy là bữa liên hoan chiêu đãi thì thường là gồm đủ các loại món, rất là phong phú hơn rất là nhiều. Vậy chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp. Ví dụ, bữa liên hoan hay chiêu đãi thì thường có các món canh này, các món rau củ quả, các món nguội, các món xào rán, các món mặn và món tráng miệng, tức là phong phú hơn. Vậy thì theo em, bữa ăn có người phục vụ và dọn lên bàn từng món thì cơ cấu bữa ăn được thể hiện như thế nào? Chúng ta có thể là đi ăn những cái bữa cỗ này hay là những cái bữa tiệc khai trương lớn thì thường là có người phục vụ. Vậy thì chúng ta xem là cơ cấu của bữa ăn đấy được thể hiện như thế nào. Cơ cấu của các loại món ăn. Đầu tiên chúng ta thấy nó là món khai vị như là món nộm hay là món sốt. Món tiếp theo là thường là các món ăn sâu khai vị, đó là các món nguội hay món xào. Tiếp theo nữa, đó là các món chính như là món mặn, là các món nấu hay hấp hoặc là nướng. Các món ăn thêm như là các loại rau hay là canh. Và cuối cùng, ví dụ như các món tráng miệng hoặc là đồ uống. Các em quan sát một cái thực đơn sau và chúng ta cũng phân nhóm các cái món ăn này vào các cái nhóm như khai vị này, sau khai vị, món chính, món ăn thêm, món tráng miệng và đồ uống. Đầu tiên, món khai vị đó là súp cua. Món sau khai vị là bò hấp. Các món chính như là gà quay hoặc là tôm nướng. Món ăn thêm như lẩu Thái, tráng miệng là nho Mỹ và đồ uống là trà C2. Đấy chính là cơ cấu của một bữa ăn mà có người phục vụ. Tiếp theo chúng ta sẽ phân tích cơ cấu các loại món ăn trong một cái thực đơn khác. Đầu tiên cũng tương tự là khai vị là món súp cua. Món sau khai vị ví dụ như gỏi hải sản. Món ăn chính gồm các món như gà quay, tôm nướng, lẩu Thái. Món ăn thêm như cơm thập cẩm. Món tráng miệng là thạch rau câu. Và đồ uống là các loại nước ngọt. Và nguyên tắc để xây dựng thực đơn cuối cùng là thực đơn phải đảm bảo yêu cầu về mặt dinh dưỡng của bữa ăn và hiệu quả kinh tế. Các em đã được học về các cái nhóm chất thì chúng ta cần phải đảm bảo trong một bữa ăn thường ngày có đủ các bó nhóm dinh dưỡng. Ví dụ như là nhóm về chất đạm, nhóm về chất đường bột, nhóm chất béo và các loại vitamin khoáng chất. Vậy thì xây dựng thực đơn như thế nào để đảm bảo yêu cầu về mặt dinh dưỡng của bữa ăn và hiệu quả kinh tế? Đầu tiên là chúng ta phải thay đổi nhiều loại thức ăn khác nhau trong cùng một nhóm. Tiếp theo là cân bằng dinh dưỡng giữa các nhóm thức ăn. Và cuối cùng, chọn thức ăn phù hợp với điều kiện kinh tế gia đình. Phần 2 La Mã của bài. Sau khi chúng ta đã xây dựng xong thực đơn thì chúng ta sẽ thực hiện cái bước tiếp theo, đó là lựa chọn thực phẩm cho thực đơn. Khi chọn thực phẩm cho thực đơn thì cần lưu ý gì?
Chúng ta sẽ có một số những lưu ý sau. Lựa chọn thực phẩm thì chúng ta cần phải mua những thực phẩm tươi ngon và mua số thực phẩm vừa đủ dùng, kể cả gia vị. Chúng ta không nên mua quá nhiều cũng như là không nên mua thiếu, chúng ta sẽ mất thời gian để chúng ta đi mua thêm. Chúng ta cũng chia ra làm lựa chọn thực phẩm cho hai cái loại bữa ăn, đó là bữa ăn thường ngày và bữa liên hoan chiêu đãi. Thì đầu tiên, đối với thực đơn dùng cho các bữa ăn thường ngày. Vậy thì khi chọn thực phẩm cho thực đơn dùng cho bữa ăn thường ngày thì các em cần lưu ý gì? Chúng ta sẽ có một số những lưu ý sau, đó là mua đủ các thực phẩm cần thiết trong một ngày. Khi chuẩn bị thực đơn cần quan tâm đến số người, tuổi tác, tình trạng sức khỏe, công việc, sở thích để lựa chọn thực phẩm cho phù hợp. Ví dụ như nhu cầu về số người ăn tăng thì đương nhiên chúng ta cần mua nhiều thực phẩm lên. Hay là tuổi tác, ví dụ trong gia đình có người già hay có trẻ nhỏ, chúng ta cũng phải lựa chọn thực phẩm sao cho phù hợp. Tình trạng sức khỏe, ví dụ như trong gia đình có người ốm. Rồi về công việc, có những công việc của bố thể nặng nhọc chẳng hạn thì chúng ta cũng sẽ bổ sung một số những cái dinh dưỡng thêm. Hay là phụ thuộc vào sở thích, ví dụ như là trong gia đình thì có người thích ăn món này, có người lại không thích ăn thì chúng ta cũng sẽ phải cân đối phù hợp để lựa chọn thực phẩm sao cho phù hợp và đảm bảo về lượng dinh dưỡng cũng như là cái khẩu phần ăn trong ngày. Và cùng tiếp theo là chúng ta cần lưu ý nữa, đó là lựa chọn thì phải đầy đủ chất dinh dưỡng và đảm bảo vệ sinh, đủ dùng cho gia đình trong ngày nhưng không chi tiêu nhiều hơn số tiền dự định cho việc ăn uống. Chúng ta không nên là lãng phí cho cái thực phẩm chúng ta bỏ đi thì rất là lãng phí. Đấy là cách lựa chọn thực phẩm cho bữa ăn thường ngày. Tiếp theo là đối với thực đơn dùng cho các bữa liên hoan hay chiêu đãi. Thì khi lựa chọn thực phẩm cho thực đơn dùng cho bữa liên hoan chiêu đãi thì cần lưu ý điều gì? Có một số những lưu ý sau, đó là thực phẩm dùng cho bữa liên hoan chiêu đãi thì gồm nhiều loại món ăn theo trình tự cũng như cấu trúc của thực đơn. Vậy thì tùy vào hoàn cảnh và điều kiện để chuẩn bị thực phẩm cho phù hợp. Hoàn cảnh ở đây đó là ví dụ như cái bữa ăn đấy mang tính chất là những bữa ăn liên hoan ở tại gia đình, ví dụ như sinh nhật hay vào nhà mới vân vân, thì cái bữa ăn đấy có thể là thực phẩm, có thể là số món ăn cũng vừa phải này. Còn đối với ví dụ như các bữa tiệc về bữa cưới hay là những cái bữa khai trương có thể hoành tráng hơn thì chúng ta sẽ phải lưu ý để mua thực phẩm sao cho đầy đủ hơn, cũng như là cầu kỳ về cách trình bày cũng như là cái cách chế biến. Tuy nhiên là chúng ta không nên quá cầu kỳ cũng như là tiêu xài hoang phí cho cái bữa tiệc để thiếu hụt ngân quỹ gia đình. Còn phần 3 la mã thì chúng ta sẽ là thuộc nội dung giảm tải. Phần 4 la mã thì các em sẽ nghiên cứu theo sách giáo khoa. Tiếp theo chúng ta sẽ sang nội dung bài 23, thực hành xây dựng thực đơn. Đầu tiên là các em sẽ xây dựng thực đơn cho bữa ăn thường ngày. Một số những cái nội dung mà chúng ta cần lưu ý là bữa ăn thường ngày thì thường là có từ 3 cho đến 4 món. Các món ăn thì sẽ chia ra làm nhóm như là 3 món chính là canh, món mặn và món xào. Và một món phụ ví dụ như là đồ trộn hoặc là dưa chua kèm nước chấm. Các em có thể quan sát một số những cái món ăn của bữa ăn thường ngày. Yêu cầu của phần này như sau. Mỗi em sẽ xây dựng một thực đơn cho bữa ăn hàng ngày và chúng ta làm tại nhà.
Dựa vào những cái đặc điểm của bữa ăn thường ngày thì các em sẽ xây dựng thực đơn, cũng như là chúng ta dựa vào tình hình thực tế tại gia đình thì chúng ta sẽ xây dựng được thực đơn cho bữa ăn thường ngày. Ví dụ, các em có thể tham khảo một số thực đơn như sau. Bữa ăn thường ngày chúng ta có thể có những món như là canh chua, cá kho, rau muống xào tỏi hay là tráng miệng bằng xoài. Một cái thực đơn khác, ví dụ như canh bí, thịt heo, cá chuối chiên, mực xào khóm dưa leo hay là tráng miệng bằng dưa hấu. Cũng tương tự, ví dụ một số món trong một cái bữa ăn khác, ví dụ như canh cải ngọt, tép bằm này, thịt kho trứng, dưa chua hay tráng miệng bằng chuối. Tiếp theo, chúng ta sẽ phải xây dựng thực đơn cho các bữa liên hoan hay là bữa cỗ. Thực đơn dùng cho bữa cỗ hay liên hoan thì gồm có mấy món, đó là những loại món như thế nào? Các em có thể quan sát một số những cái món ăn trong các bữa liên hoan. Đầu tiên là đặc điểm số món ăn thì thường từ 5 món trở lên. Các món ăn thì tùy theo cái đám tiệc mà ta có món ăn phù hợp, ví dụ như tùy vào những cái đám nhỏ, đám liên hoan nhỏ, ví dụ sinh nhật hay là ăn tại gia đình này, hay những cái bữa tiệc lớn hơn, ví dụ khai trương hay đám cưới, thì tùy vào chúng ta có thể lựa chọn nhiều món ăn lên. Các em quan sát một số những cái hình ảnh với các món ăn khá là cầu kỳ, sang trọng cũng như là những thực phẩm khá là đắt. Yêu cầu của phần thực hành này như sau. Chúng các em cũng xây dựng một thực đơn cho một cái đám tiệc tại nhà. Và cụ thể ở đây là yêu cầu chúng ta sẽ xây dựng một bữa tiệc sinh nhật của bản thân mình chẳng hạn. Ví dụ, một cái thực đơn sinh nhật gồm có gỏi ngó sen tôm thịt, bánh hỏi heo quay hay cà ri bánh mì, canh măng giò heo, cơm thịt kho hột vịt hay bánh bò, bánh ít hay rau câu. Đây là một cái thực đơn mà cũng có khá nhiều những cái món cầu kỳ. Vậy thì chúng ta cần lưu ý thêm, đó là chúng ta đảm bảo đủ 4 cái nhóm thức ăn nhé. Đó là các loại ví dụ như rau củ quả, nó sẽ thuộc vitamin khoáng chất này, hay nhóm chất đạm này, chất đường bột hay cái nhóm chất béo, thì chúng ta cần phải lưu ý lựa chọn sao cho phù hợp. Bài ngày hôm nay chúng ta cần nắm được những cái nội dung như là xây dựng thực đơn hay lựa chọn thực phẩm cho thực đơn, và nội dung chế biến món ăn cũng như là bày bàn và thu dọn sau ăn thì các em sẽ đọc thêm tại sách giáo khoa. Yêu cầu về nhà như sau, các em sẽ học thuộc bài và xây dựng một thực đơn cho bữa ăn gia đình và xây dựng một thực đơn cho bữa sinh nhật của em. Và các em sẽ ôn tập cho cô, đó là phần ôn tập chương trong sách giáo khoa, trang 121, chúng ta sẽ tự ôn tập tại nhà. Theo nội dung về phần kiến thức cũng như là về phần kỹ năng, trang 121-122. Và các em đọc trước cho cô bài số 25, 26 và 27. Chúng ta sẽ nghiên cứu các bài này theo một chủ đề ở cái phần tiết sau. Và hẹn gặp lại các em trong tiết học sau. Và chúc các em có những cái ngày học tập tốt cũng như là hiệu quả. Và đừng quên là chúng ta giữ gìn sức khỏe để chúng ta có thể đẩy lùi dịch bệnh, để gặp nhau tại trường vào một cái ngày gần nhất. Xin chào các em và hẹn gặp lại.